nhiều bệnh nhân từng được ghép tim phản ánh đến Tuổi Trẻ Online việc hàng tháng họ phải tự bỏ hàng triệu đồng tiền túi mua một loại thuốc điều trị sau ghép tạng là Prograf có chứa hoạt chất tacrolimus do không được bảo hiểm xã hội thanh toán. Nguyên do là loại thuốc này nằm ngoài danh mục thuốc được bảo hiểm xã hội thanh toán dành cho bệnh nhân ghép tim và hội chứng thận hư kháng thuốc. Đầu năm 2019, ông Huỳnh Công Minh, 58 tuổi, Thừa Thiên Huế, được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim từ một bệnh nhân chết não ở Hà Nội. Sau ghép, ông được bác sĩ chỉ định thuốc điều trị ngoại trú, trong đó loại thuốc Prograf, tacrolimus, dùng để chống đào thải cơ quan ghép, với liều uống mỗi ngày 12 viên. Theo ông Minh, hiện nay giá mỗi viên thuốc Prograf là hơn 52.000 đồng. Sau 3 năm ghép tim, hiện nay mỗi ngày ông Minh phải uống 6 viên thuốc loại này và hàng tháng tốn hơn 9,3 triệu đồng tiền mua thuốc. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện nay tại Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị sau ghép tim cho 6 trường hợp được ghép tim xuyên Việt. Ngoài bệnh nhân ghép tim, một số bệnh nhân mắc hội chứng thận hư kháng thuốc đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng được chỉ định sử dụng thuốc này. Theo một bác sĩ chuyên khoa ghép tạng ở Bệnh viện Trung ương Huế, việc chỉ định sử dụng thuốc Prograf tacrolimus cho bệnh nhân ghép tim bởi đây là loại thuốc tối ưu, đáp ứng bệnh tốt nhất và dựa theo phác đồ điều trị chuẩn, được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng. Người đại diện này nói rằng thuốc không được bảo hiểm xã hội chi trả cho bệnh nhân ghép tim là bởi trong khi nhập thuốc từ nước ngoài về Việt Nam, Cục Quản lý Dược chỉ duyệt công dụng của thuốc, ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng là chống đào thải cơ quan ghép cho người ghép gan và thận. Điều này lý giải việc tại sao người ghép gan, thận sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả tiền mua thuốc Prograf, nhưng với người được ghép tim thì không. Sau khi nhận được tờ trình của Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có quyết định thành lập hội đồng, xem xét các chỉ định của thuốc tacrolimus không có trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc vào tháng 5 năm 2021. Theo Bệnh viện Trung ương Huế, hội đồng đã họp và thống nhất Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả tiền mua thuốc tacrolimus cho bệnh nhân ghép tim và bệnh nhân hội chứng thận hư kháng thuốc. Tuy nhiên, việc chi trả này cần có lộ trình.